Vâng, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Minh Phú Ô Tô. Ngày nay thì Minh Phú Ô Tô sẽ giới thiệu đến các bác đó là chiếc Gentra sản xuất 2009 của hãng DU. Xe được trang bị động cơ 1.5 số sàn 5 chỗ. Giá nhà em đang bán là giá 152 triệu bao rút hồ sơ. Em cam kết là cái giá này là mức giá hết sức hấp dẫn trong mùa dịch này cho các bác. Bởi những cửa hàng khác, kể cả xe taxi ra người ta đang bán tầm giá 150 triệu, còn xe nhà em là không taxi khoan đục dịch vụ, em chỉ bán giá có 152 triệu bao rút hồ sơ đấy bác nhé. Con xe không taxi dịch vụ thì nó còn rất đẹp luôn nhá. Đăng kiểm dài đến tháng 1/2021. 4 quả lốp còn mới đến hơn 80% luôn nhá. Talon vẫn còn rất là tốt đấy. Khe rãnh rất là sâu. Lượng thất thì rất là sạch đẹp. Xe tư nhân thì các bác nhìn nhé, trong nội thất đang rất là đẹp luôn. Không thể chê vào đâu được cái nội thất của xe nhé. Xe trang bị là 4 quả la răng nút, gương kính, 4 kính chỉnh điện, màn hình cam lùi. Nội thất rất là sạch sẽ. Cam kết xe không tai nạn, không ngập nước, không taxi còn được. Xe đẹp hay không các bác nhìn nào vào các phím chỉnh kính này, rất còn nét luôn, không mờ nhé. Rồi vô lăng các bác nhìn còn rất là mới. Nếu mà vô lăng sử dụng nhiều thì bao giờ con này nó mòn hết cả vô lăng nhé, và bạc màu, rất là bạc màu luôn. Để trong nội thất này bác thấy rất là sạch sẽ, đã có màn hình cam lùi, âm thanh giải trí là 4 loa nghe rất là rót luôn nhé. Vâng, bắt đầu từ chiếc xe này thì gọi điện trực tiếp số của em nhé, để đặt cọc xe cũng hẹn ngày xem xe, số đã có trên màn hình rồi. Bốn quả lá dâm đúc thể thao rất là đẹp luôn. Và sau đây mời các bác đi test phần máy của xe. Máy lỏ rất êm luôn. Rồi, máy lỏ đi. Không là dung lực đấy nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.